Chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Điều này đã được nêu rõ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết số 52 NQTVK ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị. Để hiện thực hóa mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện, hiện đại, ngành thuế đã chủ động chuyển đổi số trong công tác thuế, đặc biệt là việc triển khai mạnh mẽ và mở rộng hệ thống hóa đơn điện tử. Triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019, Nghị định số 123/2020 với điểm mới quan trọng nhất là quy định về việc quản lý sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp khấu trừ trên toàn quốc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là các văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thay đổi phương thức quản lý và sử dụng hóa đơn theo hướng chuyển đổi số. Cái tên gọi của hệ thống hóa đơn điện tử người ta gọi là hệ thống xuất trình và thanh toán hóa đơn điện tử. Và vì vậy thì chủ yếu là chúng ta chỉ cần xuất trình ở trên thiết bị điện tử. Có nghĩa là có thể hiện lên trên màn hình đấy có thể là ở tại cái nơi giao dịch, màn hình đó có thể là trên điện thoại của người dùng, màn hình đó có thể là những cái hóa đơn điện tử được gửi vào email. Và chúng ta chỉ cần xem nó ở trên đó bởi tất cả các hóa đơn đều có chữ ký số ở trên đó rồi. Và nó chỉ có giá trị khi nó là bản số, bởi vì cái chữ ký số nó phù hợp với bản số, còn chúng ta in ra thì nó là một bản photocopy. Tại doanh nghiệp này, hóa đơn điện tử đã được áp dụng đồng bộ từ hơn 2 năm nay. Cho đến nay, hóa đơn điện tử đã được sử dụng thành thạo ở mọi khâu tài chính của doanh nghiệp và minh chứng được tính hiệu quả trong việc giảm tải chi phí, giúp việc quản lý tài chính được minh bạch, hiện đại hơn. Khi mà chúng ta thực hiện các hóa đơn điện tử thì thật nhất là chúng ta đã giảm được rất là nhiều chi phí. Về phía công ty chúng tôi cũng hướng đến là chuyển đổi số, giảm đi những cái vấn đề về ký giấy tờ để giúp thay thế toàn bộ. Và từ đó nó cũng tham gia vào trong cái nền kinh tế xanh. Và đặc biệt nữa là nó sẽ giảm đi cái sự phát thải về carbon. Đánh giá chung từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều cho rằng hóa đơn điện tử là bước chuyển mình kịp thời, góp phần thúc đẩy các đơn vị kinh doanh chuyển đổi số nhanh hơn. Lũy kế từ khi triển khai đến hết quý 1 năm 2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,12 tỷ hóa đơn, trong đó có 2 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,12 tỷ hóa đơn không mã. Tôi nghĩ đây là một cái quyết định rất là đúng hướng và nó phù hợp với cái xu thế số hóa như bây giờ. Thì việc này nó sẽ giúp cho là bản thân là người sử dụng cũng như là nhà phát hành là yên tâm là không phải bị mất hóa đơn. Cái thứ hai nữa là không phải mất công sức gì nhiều và đặc biệt là sẽ tránh được việc mua bán hóa đơn, tránh được việc trốn thuế, không bị thất thu ngân sách và nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều sức lao động khi mọi thứ đều được số hóa như thế này. Hiện nay một số hoạt động đặc thù có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn, như hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, ngành vàng. Ngành thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc xuất hóa đơn điện tử được thực hiện bất cứ thời gian nào do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định. Việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi có yêu cầu lấy hóa đơn để bảo hành sản phẩm, xử lý các tranh chấp trong quá trình giao dịch cũng như tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế. Là cái việc mà tích hợp cái hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là việc các nước đã làm từ lâu rồi. Và do đó là bất kỳ một ai nộp thuế thì nhà nước đều quản lý được cả. Và cho đến bây giờ tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có cái nền tảng về mặt trực tuyến, rồi có rất nhiều cái ứng dụng mà rất là thuận lợi. Tôi cho rằng lúc này chúng ta nên làm cái đó để tất cả mọi người dân đều có quyền nộp thuế và những khoản thuế người dân nộp thì nhà nước cũng biết và không có những cái hiện tượng là trốn thuế hay lẩn tránh thuế hay là tìm các cái này cái nọ. Thì tôi nghĩ là nếu mà làm được cái hóa đơn mà ngay từ cái khâu mà nộp tiền ấy, thì tôi nghĩ cái đó là cái rất tốt và làm cho cái bộ máy quản lý chúng ta trở nên nhàn hạ hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt là cái khoản thu nhà nước tôi hy vọng là sẽ tăng lên. Tính đến cuối quý 1 năm 2024, có 50.303 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 252,8 triệu hóa đơn. tiếp tục mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng như kinh doanh xăng dầu, siêu thị, kinh doanh ăn uống, hiệu thuốc. Từ đó hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử kết nối với các cái dữ liệu về đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế giá trị tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, báo cáo tài chính, làm cái cơ sở để xây dựng hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro tổng thể trong cái công tác quản lý thuế. Hóa đơn điện tử đã được triển khai tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên toàn quốc. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đối với hoạt động mua bán lẻ hàng hóa, nhiều cá nhân mua hàng không có thói quen lấy hóa đơn điện tử, đơn cử như việc mua xăng dầu. Tại Quảng Trị, việc triển khai hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán xăng dầu đã được Cục Thuế Quảng Trị hướng dẫn tới từng chi cục cũng như cán bộ thuế trong toàn tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp xăng dầu triển khai quy định này. Là chúng tôi chức giao nhiệm vụ cụ thể cho các cái phòng chi cục trên địa bàn quản lý trực tiếp các cái doanh nghiệp kinh doanh dầu và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ thuế trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp cũng như kiểm tra giám sát cái việc thực hiện của doanh nghiệp. Công ty cũng đã có 270 người được đào tạo cơ bản, do đó về công tác sử dụng hóa đơn sau một lần bán hàng thì cũng là rất là dễ dàng. Tuy nhiên, bước đầu về công tác tiên phong trong công tác xuất hóa đơn điện tử sau một lần bán hàng thì có một số khách hàng chưa quen với cái cách quản lý mới, do đó là cũng là có nhiều ý kiến. Tuy nhiên, công ty cũng đã phối hợp với khách hàng để hỗ trợ giúp cho khách hàng dần dần quen với công tác là xuất hóa đơn điện tử sau một lần bán hàng. Từ đó trở đi thì cũng là cơ bản cũng là khách hàng cũng là trở lại với công ty. Tuy nhiên, hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, toàn quốc đã có 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt 99,97% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chắc chắn là chúng ta sẽ kiểm soát được cái lượng xăng dầu bán, rồi là cái doanh thu, là chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng là nâng giá hay là cái tình trạng là dìm giá hay thậm chí là cái tình trạng là dìm hàng. Tránh được các cái hiện tượng tiêu cực, mình gọi là những cái yếu tố gọi là không được minh bạch trong thương mại, thì chắc chắn sẽ bảo đảm cho cái thị trường xăng dầu vận hành một cách minh bạch, một cách công khai, và đặc biệt là càng minh bạch càng công khai thì giá cả sẽ không có cái sự biến động quá lớn, thì tất cả mọi người đều biết là tình hình thế nào một cách tường minh. Tôi cho rằng nên làm cái này một cách quyết liệt. Thời gian qua, ngành thuế luôn chú trọng công tác vận hành, xử lý hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hóa đơn điện tử nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định 24/7, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và xử lý cấp mã hóa đơn điện tử, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đối với người nộp thuế thì hóa đơn điện tử đã giúp giảm cái thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể kiểm soát doanh thu và hàng hóa của đơn vị mình bất cứ thời gian nào. Đối với ngành thuế thì hóa đơn điện tử cũng đã đóng góp vai trò quan trọng trong chuyển đổi số của ngành thuế, khi thông tin về doanh thu, hóa đơn luôn được cập nhật vào hệ thống, giúp cơ quan thuế quản lý sát sao hơn nữa với tình hình hoạt động của người nộp thuế. Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong thời gian qua là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế nói riêng và ngành tài chính nói chung, được thực hiện theo chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược chính phủ điện tử. Triển khai thành công hóa đơn điện tử, bước đột phá trong công tác thuế theo hướng chuyển đổi số, tạo nền tảng thuế điện tử. Việc mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử trong các mặt của đời sống góp phần làm tăng cường hiệu quả, minh bạch, an toàn trong quản lý thuế cho người nộp thuế, cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước, từ đó làm lành mạnh nền tài chính Việt Nam, phù hợp xu hướng quốc tế.